Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn video clip cách đục lỗ làm mộng. Để đục lỗ làm mộng, ta cần những dụng cụ sau đây: thước vuông, cữ, đục 3 phân, đục 1 phân và rồi đục. Cách đục lỗ để làm mộng. Bước 1 là lấy mực để làm mộng. Bước 2, cữ sao cho đúng với lỗ đục. Ví dụ như với đục 1 cm thì cữ là 1 cm. Bước 3, sử dụng đục 3 cm, đục sấn hai bên cho vừa với lỗ mộng. Bước 4, sử dụng đục 1 cm và rồi đục vuông tay để lỗ mộng vuông không bị lệch. Bước 5, chỉnh sửa lỗ mộng sao cho vuông vắn trước khi vào mộng. Tôi vừa chia sẻ quý vị và các bạn video clip cách đục lỗ làm mộng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.